Xin chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng nay, mưa lớn đã xuất hiện ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Nhưng từ đêm nay ra đến ngày mai, vùng mưa lớn sẽ mở rộng ra hầu khắp khu vực. Bắc Bộ bước vào cao điểm của đợt mưa diện rộng kéo dài cho đến hết ngày 14 tháng 9. Vì ngoài vùng xoáy thấp dịch chuyển vào đất liền, đêm nay Bắc Bộ còn có thêm một khối khí mát từ phía Bắc di chuyển xuống, khiến cho mưa rông gia tăng trên khắp khu vực. Vùng tâm mưa là các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang và khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nơi mưa to trên 100mm. Dự báo tổng lượng mưa trong đợt này nhiều nơi có thể lên tới trên 150mm. Với diễn biến mưa vừa kéo dài và lượng mưa lại lớn như vậy, thì từ đêm nay trở đi, ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc cần phải đề phòng với hiện tượng lũ quét và sạt lở đất. Các khu vực đồng bằng vùng trung thấp cần đề phòng với ngập úng xảy ra. Do vừa có mưa lại vừa có tác động của không khí lạnh nên trong ngày mai, nền nhiệt miền Bắc sẽ giảm rõ rệt. Mức nhiệt cao nhất trên khu vực vùng núi chỉ từ 25 cho tới 27 độ. Còn ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng, nhiệt độ là từ 27 đến 29 độ. Lui xuống Trung Bộ, không khí lạnh và vùng xoáy thấp cũng khiến khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển nhiều mây và có mưa. Riêng hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rào và dông mạnh với lượng từ 30 cho tới 50mm. Do mưa nhiều nên mức nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế chỉ khoảng là 30 đến 33 độ. Còn với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, ngày mai trời vẫn có nắng, nền nhiệt ngày cao. Ở phía Nam, những cơn mưa rào và dông vẫn xuất hiện về chiều tối, ban ngày trời có nắng gián đoạn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở cả khu vực Tây Nguyên ổn định và Nam Bộ thì cũng duy trì như vậy. Trên biển, ở vùng biển từ Bình Định đến Bà Rịa Vũng Tàu, vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông là những nơi đang có gió Tây Nam mạnh gây sóng cao từ 2 cho tới 3 mét biển động. Còn trên các vùng biển bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vẫn đang duy trì mưa dông nhiều nơi đi kèm với dông sét và gió mạnh. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 12 tháng 9 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!